Với việc ra mắt tính năng mới hỗ trợ giao dịch nhanh chóng, đơn giản cùng với cho phép thanh toán quốc tế, khách hàng của ngân hàng số Timo từ nay sẽ có thể thực hiện tất cả những thao tác quản lý tài khoản, giao dịch thanh toán thông qua ứng dụng smartphone. Chỉ sau 3 tháng ra mắt, dịch vụ ngân hàng số Timo đã nhận được 10.000 lượt đăng ký mới. Chính vì bước tiến nhanh chóng này mà Timo đã ra mắt tính năng Timo Me và Timo Mastercard. Điều khác biệt của Timo là chúng tôi không có chi nhánh, tất cả đều dựa trên nền tảng kỹ thuật số. Và khi so sánh với những ngân hàng khác, bạn có thể thấy chúng tôi cải thiện thời gian mở tài khoản, cách bạn chuyển tiền, giao dịch, thanh toán, tất cả mọi thứ đều sẽ dễ dàng hơn. Bởi những gì chúng tôi muốn là tích hợp ngân hàng vào cuộc sống hàng ngày, hơn là khiến bạn mất thời gian đi đến ngân hàng. Với tính năng Timo Me, người dùng trong hệ thống có thể chuyển tiền cho lẫn nhau chỉ bằng một thông tin duy nhất là số tài khoản Timo, thay vì như cách chuyển tiền truyền thống cần ít nhất 3 thông tin như họ tên, số tài khoản và tên chi nhánh ngân hàng. Và giờ đây, người dùng Timo cũng đã có thể thanh toán quốc tế thông qua Timo Mastercard với nhiều ưu đãi hấp dẫn như 0% phí chuyển đổi ngoại tệ, miễn phí thường niên năm đầu và 45 ngày không lãi suất. Timo là ngân hàng số thế hệ mới, được bảo trợ bởi VPBank. Timo có đầy đủ tính năng như một ngân hàng thực thụ mà không yêu cầu khách hàng phải trực tiếp đến các chi nhánh hay phòng giao dịch ngân hàng truyền thống.